Chào mừng các bạn quay trở lại với video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái cách thiết kế slide theo hình thức là Massive. Vậy thì trong cái cách này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các slide sinh động, thu hút được người xem trong cái slide thuyết trình của các bạn nhé. Và cái quá trình mà chúng ta sẽ tạo ra cái Massive này như thế nào thì các bạn hãy cùng xem video. Và trước khi xem video này, các bạn hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi các video mới nhất mỗi ngày nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và bắt đầu thực hành với bài tập ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn sẽ tạo ra một new slide mới. Và trước khi các bạn sẽ làm được điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu một thông số màu ở trên slide này. Cái thông số màu thì các bạn sẽ tìm hiểu và làm như sau. Chúng ta sẽ truy cập ở ngoài Google và gõ về địa chỉ colorhan.co. Và trong cái web này nó sẽ giúp cho các bạn có đầy đủ các tính năng, các thông số màu, mã màu để chúng ta có thể làm việc được theo cái hình thức là gradient. Ok, các bạn có thể bấm vào phần insert để chúng ta sort cái thông số màu ở ngoài trang web vào. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào phần crop để cắt bỏ các nội dung thừa ở phía bên ngoài, giúp cho các bạn hoàn toàn có thể dễ lấy được các cái màu ở trong cái thông số này nhé. Sau khi xong, chúng ta sẽ đổ màu cho cái nền này. Các bạn bấm vào Airdrop và chúng ta sẽ đổ màu đầu tiên. Và các bạn sẽ vẽ hình tròn đầu tiên. Các bạn sẽ căn chỉnh nhé. Rồi, chúng ta bấm vào phần Format để chọn cái kích thước. Ở đây thì các bạn sẽ lấy kích thước là 10cm nhé. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong. Các bạn sẽ bấm vào phần Sharp Fill và Airdrop để đổ màu thứ hai cho cái này và bấm vào Sharp Outline để bỏ phần No Outline. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần đổ hiệu ứng cho hình tròn này. Các bạn bấm vào phần Animation và Add Animation. Trong đây chúng ta sẽ lựa chọn cái hiệu ứng đấy là Grow, và cái hiệu ứng này nó sẽ giúp cho các bạn có thể là phóng to cái hình khối lên được. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn phần Width Variant. Tiếp tục chúng ta mở phần mềm Animation Paint và ở trong đây cài đặt một vài thông số Effect Option. Các bạn sẽ lựa chọn, đấy là cái phần Custom chọn là 250. Và cái ở trong cái phần Timing thì các bạn sẽ lựa chọn đấy là Until End of Slide nhá. Đó, chúng ta đã thấy là nó sẽ phóng to. Tiếp tục các bạn sẽ để sau khi mà chúng ta kết thúc cái này thì nó sẽ mờ dần cái hình tròn của chúng ta đi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể làm mờ được? Tiếp tục các bạn sẽ bấm vào phần Add Animation và chọn cái hiệu ứng đấy là Paint. Trong hiệu ứng này các bạn sẽ tiếp tục bấm vào phần Effect Option để chúng ta cài đặt cái thông số cho nó. Timing các bạn lựa chọn phần Width Variant, phần Duration thì các bạn sẽ chọn là 2 giây. Và cuối cùng là phần Repeat thì các bạn sẽ lựa chọn là Until tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem kết quả này. Đó, các bạn đã thấy là khi mà nó kết thúc thì nó sẽ mờ cái hình tròn của chúng ta đi khá là đẹp rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục các bạn sẽ bấm Ctrl D để chúng ta sẽ nhân bản cái hình khối này lên. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chọn vào phần Format, bấm thay đổi cái kích thước của nó xuống 9 các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn di chuyển vào phía bên trong và tiếp tục bấm vào phần Sharp Fill để đổ màu thứ hai cho hình tròn này. Ok, các bạn sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra các đường tròn nữa, đấy là bấm Ctrl D để thay đổi cái thông số này, các bạn sẽ giảm xuống còn 8cm. Ok, đổ màu thứ ba. Các bạn di chuyển vào phía bên trong, chúng ta sẽ căn giữa của các hình tròn này. Bây giờ chúng ta xem này. Đấy, các bạn đã thấy nó khá là đẹp rồi. Khi mà chúng ta làm như thế này thì các bạn sẽ thay đổi thêm một vài cái thông số về cái delay của nó nữa. Đấy là các bạn bấm vào phần Animation. Trong này thì các bạn sẽ chọn phần delay, đấy là 0.25. Và cái đường tròn màu vàng ở trên cùng, các bạn sẽ thay đổi cái delay của nó là 0.5 nhé. Ok. Đó, thì chúng ta đã thấy được là nó sẽ xuất hiện phía sau khi mà cái hình khối nó xuất hiện rồi.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bấm vào phần home để vẽ hình tròn thứ tư nằm ở phía trên. Và trong phần tròn này thì các bạn sẽ để cái size của nó là 7 nhá. Di chuyển vào phía bên trong. Bấm vào phần shape fill để chúng ta đổ màu. Nó cái màu thì các bạn sẽ lựa chọn cái màu nền và tắt phần null outline. Bây giờ các bạn sẽ thêm cái phần Aztec. Và cái phần Aztec này các bạn sẽ lựa chọn và đánh cái nội dung, cái phông chữ để là Monstro và bấm in đậm để đổ màu trắng nhá. Chúng ta cho lớn hơn. Căn ở bên phải. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tạo thêm cái nội dung ở phía sau. Ở đây thì mình sẽ copy cái nội dung để nó sẽ hạn chế được cái thời gian để cho các bạn nhé. Và cái nội dung này thì các bạn hoàn toàn có thể gõ ở trên cái Aztec này. Rồi, mình sẽ di chuyển đến đây và sẽ bỏ bớt cái nội dung này. Ok, căn chỉnh một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để các bạn bỏ thêm các icon nữa. Thì mình sẽ copy ở đây. Hoặc là các bạn có thể là chèn các icon này ở ngoài Google nhá. Cho nhỏ lại. Rồi, bấm vào phần format để đổ màu cho nó. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái icon về đúng cái vị trí của nó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ nhân bản. Bấm Ctrl Shift để kéo cái nội dung này sang phía bên phải. Và ở đây chúng ta sẽ gõ phần Design. Tiếp tục di chuyển cái icon này lên. Tương tự các bạn sẽ tạo thêm về cái nội dung ở phía dưới nữa nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí của cái icon này. Và cái cuối cùng các bạn sẽ tạo thêm một cái Aztec ở phía dưới này. Mình sẽ copy thêm nội dung. Rồi các bạn sẽ căn chỉnh một chút. Khi nào mà nó cảm thấy phù hợp với cái thẩm mỹ của các bạn thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái mục đích đấy nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo thêm một cái đường ở phía dưới. Đây chúng ta sẽ bấm vào phần hình vuông bo góc để các bạn vẽ một đường ở phía dưới này. Mục đích của cái đường này thì các bạn chỉ cần trang trí cho nó thôi. Rồi đổ màu cho nó, tắt phần null outline. Khi mà các bạn đã hoàn thành xong, chúng ta còn một cái nội dung cuối cùng. Đấy là các bạn sẽ đổ các hiệu ứng. Bây giờ các bạn sẽ group các cái này lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ các hiệu ứng cho cái nội dung này. Bấm vào animation và các bạn sẽ chọn fly in nhá. Đấy, effects option ở đây thì chọn phần top. Rồi, with fly bias. Đối với các nội dung ở phía bên các bạn cũng sẽ làm tương tự thôi. Chúng ta lựa chọn cái with fly bias để nó có thể xuất hiện cùng một lúc nhá. Rồi cái này chúng ta sẽ chọn là phần phía bên right. Cái này các bạn sẽ thay đổi, đây là picture. Rồi tiếp tục bấm vào phần fly in. Ok, chúng ta sẽ thay đổi cái hiệu ứng cho nó. Hiệu ứng này các bạn sẽ chọn là phần bottom. Và cái cuối cùng các bạn fly in và chọn effect from left. Rồi bây giờ các bạn sẽ thay đổi cái. Ok, chúng ta kiểm tra kết quả. Các bạn sẽ phải thêm cái phần with fly bias nhá. Rồi xem kết quả. Đó, nó xuất hiện cùng một lúc rồi, nó khá là hay. Và cái việc cuối cùng chúng ta sẽ tạo thêm một cái Aztec ở giữa các hình tròn này. Đấy chính là các bạn sẽ tạo chữ PPA. Và cái nội dung ở phía trong này thì các bạn hoàn toàn có thể tự động tạo theo cái mục đích của mình được. Rồi, PPA. Chúng ta sẽ đổ màu. Cho phông chữ lớn lên. Và các bạn sẽ thay đổi cái phông chữ này nha.
cho nhỏ lại một chút nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổ hiệu ứng cho cái nội dung này. Các bạn bấm vào Animation và chúng ta sẽ chọn là phần Fly-in. Ở đây các bạn sẽ lựa chọn hiệu ứng đấy là From Right nhé. Và trong này thì các bạn sẽ thay đổi thêm, bấm vào Effects Option. Và ở đây thì các bạn sẽ thay đổi cái Brow End này một chút. Đó, và ở phía dưới thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần Lester để các bạn sẽ thay đổi. Và đây chúng ta sẽ bấm là 30. Ok. Đấy, nó sẽ xuất hiện từng chữ một cho chúng ta. Rồi. Mình sẽ lại quên cái chỗ này. Đấy là các bạn bấm vào phần With Previous để nó có thể xuất hiện cùng một lúc nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái slide theo cái hình thức là Massive. Và đây là một trong những cách trình bày slide khá là hiệu quả và thông dụng. Các bạn sẽ kiểm tra và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các hiệu ứng. Và ở đây thì các bạn cũng có thể tạo thêm, trình bày thêm các cái kiểu Massive nó khác nhau. Và cái đường tròn này thì các bạn có thể là di chuyển ở phía bên phải vào. Chúng ta có thể là thay đổi tùy vào cái cách thiết kế, tùy vào cái cách để các bạn có thể là tạo ra cái slide cực kỳ ưng ý. Và các bạn cảm thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi các video mới nhất mỗi ngày nhé.